tới biển rồi các bạn ơi. Đó, biển đẹp không? Thì bây giờ ông xã mình xúc cát cho đứa con trai đi lên để trên cầu chơi. Đó, bé Vi cũng muốn ra múc nước để lên đựng cá. Trời hôm nay á mờ lắm các bạn ơi. Chào các bạn, bây giờ đã tới biển rồi các bạn ơi. Đó, từ nãy giờ nè. Đây, mình kéo dụng cụ nè. Đó, xách theo cái bình để đựng cua. Hôm nay thì mình câu cái lồng cua nhỏ nha các bạn. Lồng cua nhỏ quăng sẽ được xa hơn, câu sẽ được nhiều cua hơn. Mình thử xem sao nha. Cái đuôi gà thịt bự vô cái này hôi hay không hôi vậy anh? Bây giờ ông xã mình sẽ cột cái dít hai cái đuôi gà này. Mình sẽ quăng cái này đầu tiên nha. Có một cái ông xã bỏ xuống rồi. Thêm, buộc thêm cái nữa. Quăng sao nó tụt cái đuôi dì gà ra mất tiêu luôn ha. Đủ rồi hả? Đây, quăng sao gấp lại quăng hả? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quăng cái lồng cua nhỏ nhỏ nha. Hôm nay đi câu ráng được cua về cho các bạn xem. Này hả? Sao bé quá vậy? Mở dây chưa? Thả dây lỏng lỏng lên dây quăng. Vì xa xa tí rồi quăng trúng con bây giờ. Xa hả? Xa mới có cua. Đó. Bây giờ đã giục cái lồng cua xuống dưới rồi. Đợi chút xíu nữa. Mình kéo lên thử có cua không. Cột vô đây. Đó, cột dây vô đây nha. Giữ cho cái lồng nó khỏi bị trôi mất. Ở xa xa kia có tàu chạy nè các bạn ơi. Các bạn ơi, trong lúc mình đang đợi lồng cua, những con cua bò vô để mình kéo lên á, thì mình qua bên cái lồng cua của bác hàng xóm. Hàng xóm đứng kế bên nha các bạn. Đó, câu được hai con cua. Một con cua đực này các bạn thấy bự không? Đó, sẽ được lấy nha. Bự bự như thế này mình nghĩ là đủ size được lấy. Còn cua đỏ này cho lấy cả cua đực lẫn cua cái. Mình đo đủ 5 inch là được lấy nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ bắt cái anh cua đực này ra. Đó, còn cua cái thì người ta bắt, người ta bỏ xuống biển rồi nha các bạn. Cua đực này muốn lấy, trước khi lấy mình phải đo. Mà bây giờ anh chàng đực này ảnh kéo kéo cái lồng không chịu ra coi. Trời, ở lại chắc ăn mồi thịt gà ngon quá, không chịu ra nổi nè. Chà, mình không dám bắt cua vậy các bạn ơi, sợ kẹp quá. Nhịn cua đã ha. No, trước khi bỏ vô thùng là phải đo trước. Đó, có một người nhắc thì bây giờ sẽ đưa cây thước tới đo nha. Đó. Wow, vượt quá mức cho phép luôn. Con cua này bự hơn mức cho phép. Mẹ kéo một cái, Văn kéo một cái. Sao hai cái nó chéo nhau vậy? Các bạn ơi, Baby sẽ kéo lồng cua lên nha. Coi coi, coi chừng hai lồng đều có hết ha. Nó có mà. Bạn có quay xuống đất không? Quay xuống đất đi. Cua. Có cua không? Có cua chậm, mà đổ hết trên. Có con kìa. Wow,
Có thương chói không? Wow, cô bự nè, cô này hy vọng là cô đừng. Hy vọng là cô đừng. Các bạn ơi, cô bự, cô bự, cô bự. Cô đừng. Cái hay cô đực vậy? Nhìn thử. Cái. Ô, cô cái rồi các bạn ơi, phải bỏ xuống lại rồi. Thấy chưa? Nè, được một con cua cái, thôi lấy cái đùi gà nướng này ra đi, bỏ đùi gà kia vô. Đó, cho đẹp thôi ha. Câu được con cua cái nè các bạn, ai cũng tới nhìn nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống lại nha các bạn. Đây là cua cái. Đủ sai mà. À, đủ sai nhưng mà cua cái không được, cho nó xuống lại. Đó, cua cá không? Xa xa ra. Thôi nha. Đó, bây giờ bỏ xuống nha. Wow. Khi nào câu được, quay mẹ, khi nào câu được con đực á, mình sẽ lấy nha các bạn. Bây giờ con cá bỏ xuống, quăng. Chuẩn bị, mình quăng tiếp tục. Phải quăng mặn chị. No. Phải quăng mặn kia. Phải quăng mặn chị. Hai. Nổ. Nổ quẩy. Chánh nè. Vâng, Kevin. Chưa được. Con bi nè, con ong nó cũng xuống. Con cua nè các bạn ơi, con ong nè. Đó. 1, 2 3. Đấy, cái này được đó. Nè. Ừ, nó cũng vừa đó. Thì đi, đo thử đi. Các bạn ơi, đã câu được con cua đỏ nè. Bây giờ ông xã mình đo thử. Nó bén quá vậy. Nó bén quá. Thôi bỏ xuống, bỏ xuống. Ngu nữa. Vừa mà em nhìn lên biết vừa đó được lấy nó cho bỏ vô xôm để quay. Đó câu được con cua đỏ được lấy các bạn, đo được 5 in nha, đo vừa đủ để lấy. Rồi bây giờ ông xã mình sẽ gấp con cua này ra đó, gấp nha, coi chừng nó chạy xuống dưới biển lại á, nó khó gỡ lắm á. Nãy mấy con này sao giữ vậy? Nó giữ bỏ ghế gỡ đi, để tự gỡ ra cho ra đi. Nó nhả ra với cái bắt nó rồi. Nó đợi xíu. Nó bị sợ nó kẹp rồi. Các bạn ơi, đã câu được con cua này các bạn. Coi coi. Mừng quá, từ nãy giờ mới được con cua này được lấy. Đo đủ size các bạn. Cua đỏ là 5 in. Đó, Kevin thích không? Được con cua vũ thùng hả? Đây, mở thùng ra. Ở trong. Đó. Cho cua ở trong cái đùi gà nha. Coi coi không chịu xuống nè. Kẹp. Giữ không? Giữ không? Con cái mà cua đỏ được lấy. Các bạn ơi, bây giờ sẽ luộc. Các bạn ơi, câu được con cua. Bánh đậu đi. Các bạn ơi, cho. Các bạn mới câu được con cua, đo đủ size để lấy rồi. Mỗi có một con thôi, nãy giờ con mấy con bự thả xuống rồi ha. Bây giờ quăng tiếp nha các bạn, đuôi gà nè. Đó, quăng tiếp nha. 2 Rồi rồi Vi đâu quay? Đây này, bên này. Đây, bây giờ các bạn ơi, mình câu được con cua, hy vọng là cua đực nha. Cua đực hay cái vậy? Đó là cua đực. Được lấy rồi các bạn ơi. Nó bự như thế này á, mình đo là được lấy nha. Đây. Nha ghẻ anh. Vi nhìn mẹ nè. Đó, mẹ giỏi không? Mẹ câu được cho Vân với Vi ăn rồi đó. Coi coi coi. Bự chưa? Mừng quá các bạn ơi. Câu từ nãy giờ ông xã mình nói đòi đi về, đòi đi về. Cho nên ráng ở lại câu được con cua này các bạn. Bị ấy rồi nè anh. Đây đây, anh đo đi. Lấy thước đo nè, coi chừng nó chạy nè. Wow, công nhận Vinh giỏi không? Vinh câu được một con cá, một con cua chứ. Wow, đừng chạy nha, đừng chạy. Để ông xã mình, ông gấp, ông đo. Wow, được con cua này phải ra khơi mới câu được. Wow. Ai cũng đi ngang, bự, bự hơn. Đo đo lại đi. Đó, các bạn xem nè. Nó bự hơn mức cho phép luôn. Được lấy bằng cua Alaska luôn các bạn ơi. Vi, giơ lên. Đó. Để mình đo cho các bạn xem. Coi chừng nó chạy anh dí chụp ra. Đó các bạn ơi, mình câu được con cua. Nó bự hơn cua Alaska luôn các bạn.
góc này là cua Alaska nha. Đó, rộng nhất là Alaska. Coi, bự quá. Được lấy rồi, mừng chưa? Rồi, sẽ bỏ vô thùng. Cua đực bự. Bỏ. Được. Bự không? Bự không có bạn. Wow, it's a beautiful. Anh oh, that's a female. It's a male. No, male. Oh, is it? Male. Oh, you're right. Oh, you're male. Right. Yeah, yeah, yeah. What is this crab? Oh, female chứ. A male. Male. Look. Male. Male. That's a nice để, crab. Để em cầm em chụp hình coi. Wow. Quay cho em chụp hình. Coi chừng rớt mất tiêu luôn. Ooh. Ai đi ngang qua cũng ooh. Chụp hình hả? Không, quay thôi. Sợ mất. Sao mà ốp được? Đó, vậy thôi. Vậy ha. Nó sợ quá rồi. Yeah. Yeah. Trời quá. Các bạn ơi, mừng quá. Nãy giờ biểu diễn cua bao nhiêu lần rồi nè. Đừng cua quá bự luôn các bạn. Coi. Không có rõ lắm. Cua cái. À, cua đực chứ. Cua đực nha. Bỏ. Đó, vui không, vui không? Cuối cùng mình đã hoàn thành được một cua bự. Vô đây. Wow. Bự quá chừng. Ai cũng tới coi hết. Thấy chưa? Không. Mấy em ai cũng cua cái nha. Vô đây ăn thịt gà nha. Ngày hôm qua mình ăn gà nướng mật ong còn dư á. Đem ra đây cho cô ăn luôn. It's a big. It's a big. Wow, quá bự, ai cũng khen bự hết. Các bạn ơi, câu thêm được một con cua nữa. Xem cái gì vậy? Kẹt giấy cầm vô trước. Đây, được con cua. Con cua này hy vọng đủ size nha. Để đo. Get the measurement, Kevin. Thêm con cua nữa, tất cả giờ. Ba con cua. Đó, anh đo đi, anh đo đi. Để em xã mình đo nha. Yes, yes. Được lấy. Mừng quá. Câu được ba con cua. Giờ làm sao? Giờ làm sao? Thả cho đi. Đem bỏ vô thùng, anh rải rải vô thùng là nó rớt vô thùng. Đây. Thêm một con nữa nè. Được ba con nè ha. Xuống đây tha hồ mà ăn đùi gà. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kéo một cái lồng cua cuối cùng. Bây giờ mình sẽ kéo một cái lồng cua cuối nha các bạn, để mình đi về. Rồi, đây, bây giờ Vi quay nè. Đó, quay đi. Mày kéo. Mới dục xuống mà cũng phải kéo lại về cho ông xã ngủ. Ông xã đi làm. Đó, nhẹ bon à, đâu có gì đâu. Hình như có đó. Có không cua có đó. Đâu. Nghe nó bơi đó. Nó bơi. Có không? Wow, có cua. Không có. Có. Không có. Mẹ biết mà. Nó còn ngoài. Thấy không? Không có rồi. Không có gì hết. Thấy không? Mẹ biết rồi. Thôi, đi về nha các bạn. Hôm nay câu được ba con cũng vui rồi. Về thôi. Đó, xa xa kia có chiếc tàu. Lồng bự đó, bỏ xuống không có cua, mà lồng nhỏ lại có cua. Tại vì lồng nhỏ nó nhẹ đó, mình quăng đi nó được xa đó các bạn. Cho nên có cua nha. Bây giờ ơi, các bạn ơi, hai cái lồng bự thì câu không có được cua. Đó, đùi gà nhiều lắm. Không được cua gì hết. Bây giờ tháo lồng đi về nha các bạn. Câu được ba con cua. Hy vọng cái lồng cuối cùng mình kéo lên sẽ có cua cho các bạn xem nữa nha. Vậy giờ sửa soạn đi về, ông xã mình dọn dẹp lồng lên đường về thôi. Đó, gia đình của mình nè, kéo mấy chiếc xe nè. Thank you. Đây các bạn ơi, đó mình câu được con cua xong đi về các bạn. Ráng ở lại câu được con nữa, là hôm nay mình câu được 4 con nha. Đi về mang theo con cua đi về luôn các bạn. Coi gái mình cứ sợ rớt. Các bạn ơi, cua thì mình đã rửa sơ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ hết vô nồi mình luộc. Tất cả là... Các bạn ơi, sau 10 phút cua đã sôi lên các bạn. Đó, nhìn rất là ngon.
Nhưng mà chắc mình để 15 phút thôi nè các bạn ơi, sợ nó chưa chín. 15 phút là ok ha, hơn 15 phút đi. Hơn 15 phút là mình vớt ra ăn được rồi ha. Các bạn ơi, cua đã chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn. Đó, mình trở hai bên rồi, bây giờ như vậy chắc đã chín rồi ha. Những cua nè. Đó, con cua của Vinh Nguyễn Thị câu quá chừng là bự luôn. Giờ mình không có ăn quay phim, mình cho mấy đứa bé ăn nha các bạn. Đó, mấy đứa bé thì không có chịu quay phim. Mấy cái càng. Cua đỏ nhìn nó chắc chắn như vậy mà luộc nó dễ rớt càng ra ha. Càng rồi chân rồi nó rớt ra nè. Đó. Các bạn ơi, bây giờ Vân với Vi ngồi chén sạch ha. Chiến đấu 4 con cua này sẽ hết nha. Rồi lần sau mình cố gắng sao câu nhiều thiệt là nhiều. Rồi mình ngồi, mình luộc, mình ngồi, mình ăn, mình nói chuyện với các bạn nha. Bây giờ nhường cho mấy đứa bé ăn. Đó, hai đứa ngồi thay phiên nhau chấm muối tiêu ăn nữa. Coi coi. Mấy đứa bé ăn. Đó, thiệt không nha. Đó, ăn đi. Con thích đâu. Con bẻ ra. Bẻ này sao? Dịn, dịn gửi cho mẹ, mẹ bẻ. Nè, gỡ ăn đi. Đó, mấy đứa bé ăn. Mẹ là muốn có ăn vậy? Nó nhường cho Vân với Vi ăn đó. Mấy cái nhà má ăn. Cái nào Vi ăn chán rồi, Vi bỏ mẹ ăn. Cái gì vậy? Cái gì cứng vậy? Cua đá. Cua đá nó cứng ngắc à. Nó ăn thử cua đá thế nào vậy? Nó chắc, nó ngon lắm. Cua đá giống mình. Nó cứng lắm, đã nói cua đá là nó cứng như đá. Vâng, bẻ thôi chứ không cắt. Nhưng mà thịt nó ngon. Đây nè, để mẹ bóp ra cho. Để mẹ bóp cho. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.